Tiếp theo chương trình, mời quý vị hãy cùng với chúng tôi đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Và giới chức Thái Lan vừa cho biết ít nhất 7 người, trong đó có 4 trẻ em đã thiệt mạng sau khi mái nhà tại một trường học ở tỉnh Phichit của miền Bắc Thái Lan bị sập trong mưa bão. Bên cạnh những nạn nhân thiệt mạng thì có 18 người khác đã bị thương trong vụ việc trên. Theo Reuters, cơn bão ập đến khi học sinh tại trường tiểu học Wat Nen Por ở huyện Sam Ngam, tỉnh Phichit, miền Bắc Thái Lan đang chơi bóng đá sau giờ học. Khi học sinh, phụ huynh và giáo viên đang trú ẩn trong sân đa năng của trường thì bất ngờ mái che bị đổ sập giữa mưa gió mạnh. Cảnh tượng như chiến trường bởi vì những cái tiếng động lớn. Tôi đã ở đây 40 năm mà chưa bao giờ trải qua sự kiện nào như vậy. Nó khiến tôi nổi da gà. Các nhân viên cứu hộ đã được điều động đến trường học để giúp đưa những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài. Giới chức địa phương đang tiến hành khảo sát để đánh giá thiệt hại tại hiện trường.